Anh Dương ơi, với một gia đình trẻ sở hữu một căn hộ diện tích nhỏ thì chúng ta sẽ có những giải pháp nào để có thể mở rộng được không gian, tiện ích và đáp ứng đủ tất cả những công năng cần thiết? Lợi ích của các cái giải pháp thông minh này ấy, mình có thể là biến từ cái không gian nhỏ ra thành cái không gian lớn. Như căn hộ từ 24m2 đến 30m2 mình có thể tạo thành các cái không gian lớn tương đương với không gian của căn hộ 50 hoặc 60m2 chẳng hạn. Có thể bố trí đầy đủ các công năng ở trong nhà, ví dụ như phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách, có thể biến đổi linh hoạt giữa các cái phòng với nhau. Các cái không gian đấy thì nếu mà mình không sử dụng nội thất thông minh thì chỉ cần mình kê một cái nội thất thông thường mà thôi, thì toàn bộ cái không gian đấy là nó bị chiếm hết và không sử dụng được triệt để các cái không gian của trong căn hộ của mình. Đặc biệt ở đây nữa là hệ vách thông minh bên mình có thể là điều khiển ở trên điện thoại. Những lợi ích của người tiêu dùng nhận được lại rất là nhiều, bởi vì đồ nội thất thông minh cung cấp những cái công năng sử dụng và những cái sự biến đổi linh hoạt ở trong căn nhà của mình. Ví dụ như là tủ quần áo có thể biến thành giường ngủ, bàn trang điểm có thể biến đổi thành bàn làm việc, và bàn ăn có thể biến đổi, cũng có thể biến đổi thành bàn làm việc luôn. Và hệ tủ vách thông minh của bên mình, nó có thể biến đổi từ không gian này sang không gian khác, ví dụ như là không gian phòng khách sang không gian phòng ngủ, chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn thôi. Cảm ơn anh Phạm Dương rất nhiều với những lời chia sẻ rất hữu ích dành cho quý vị khán giả, đặc biệt là những người đang sở hữu một căn hộ với diện tích khiêm tốn. Và xin gửi tặng anh kỷ niệm chương của chương trình. Mình cảm ơn Ngọc Vy, cảm ơn chương trình. Thông qua chương trình Không gian xanh ngày hôm nay và lời chia sẻ của kiến trúc sư Phạm Tú Dương, chúng ta cũng thấy được rằng nếu như mình sở hữu một căn hộ diện tích nhỏ, vẫn hoàn toàn có được một không gian thoải mái với hệ thống nội thất đa năng và thông minh.